Xin chào tất cả quý vị. Chúng ta đang đến với VTV Hyundai trong chuỗi chương trình Ngày Hội Mua Sắm. Và quý vị ơi, mỗi lần mà trong chuỗi chương trình như thế này là Hào Di cực kỳ háo hức và mong đợi. Bởi vì rằng là những tất cả sản phẩm mà có mặt trong ngày hội mua sắm thì chúng ta đang có một cái mức giá rất là ưu đãi nha quý vị nha. Mà hơn ai hết, ngay cả Hào Nhiên, bản thân Hào Nhiên đây, mỗi lần mà ở trong những chương trình như thế này thì cũng đều mong muốn là có thể mang lại cho quý vị những cái sản phẩm mà thật sự là phục vụ được cho nhu cầu trong cuộc sống của mình. Và hơn ai hết, bản thân Hào Nhiên đi làm mỗi ngày quý vị ơi, thì mình rất là thích những cái giây phút mà mình cảm thấy được thư giãn, được thoải mái. Không biết là quý vị có cho mình những cái thói quen, ví dụ như là trong một tuần hoặc là hai tuần đi chẳng hạn, chúng ta cảm thấy cơ thể mỏi nhất một xíu, chúng ta sẽ dành đâu đó chi một cái số tiền nho nhỏ tầm khoảng là 300-400 ngàn để chúng ta đi massage không ạ? Dạ, massage ở đây là chúng ta có thể tùy vào từng vùng trên cơ thể mà chúng ta muốn nha. Ví dụ như là có những cô chú anh chị lựa chọn massage toàn thân, có những người lựa chọn massage cổ, vai, gáy. Mà Hào Nhiên cực kỳ để ý nha, là tất cả mà những nơi mà Hào Nhiên đi qua và tất cả những người mà Hào Nhiên gặp á, hay có động tác như thế này nè quý vị. Hào Nhiên thấy đa số luôn quý vị ơi, hoặc là như thế này. À, có nghĩa là cái tình trạng đau mỏi cổ, vai, gáy á nha, ai ai cũng gặp hết quý vị ơi, không chỉ riêng bản thân chúng ta đâu ạ, mà tất cả mọi người đa số Hào Nhiên gặp đều có một cái tình trạng là đau mỏi cổ, vai, gáy. Nó xuất hiện rất là thường xuyên, ví dụ như là việc mà chúng ta làm nặng nhọc đi chẳng hạn, hoặc là cúi lên rồi đứng lên rồi cúi xuống đi chẳng hạn, hoặc là chúng ta ngủ sai tư thế đi quý vị. Không biết là quý vị có bao giờ cảm thấy mà mỗi buổi sáng thức dậy mà cái cổ của chúng ta không thể nào mà nghiêng qua bên trái, không thể nào nghiêng qua bên phải được không ạ? Có từng có cái cảm giác đó chưa ạ? Rồi chúng ta sẽ phải nhấn nhấn rồi xoa xoa làm sao cho cái cổ của chúng ta nó được lưu thông máu để mà nó hoạt động lại trở lại bình thường. Thì đôi khi á quý vị ơi, chúng ta sẽ không cần phải đi đâu xa, không cần phải mỗi tuần dành 300 ngàn, 400 ngàn, 500 ngàn để mà đi massage đâu. Ngay bây giờ chúng ta đang có một giải pháp ngay tại đây thưa quý vị. Đó chính là máy massage cổ, vai, gáy đến từ thương hiệu Kashi quý vị ơi. Và đây không phải là lần đầu tiên mà chiếc máy massage cổ, vai, gáy xuất hiện đâu quý vị. Đã xuất hiện rất nhiều lần rồi. Nhưng mà tại ngày hội mua sắm của chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta đang có một cái mức giá vô cùng tinh tế cho tất cả quý vị luôn ạ. À, mức giá chỉ còn là 1.390.000 đồng nha quý vị nha. Và còn được tặng kèm thêm đó chính là 3 gối cao su non cho quý vị nữa ạ. À, những ai mà chúng ta chốt đơn trong khoảng thời gian là 30 phút phát sóng, chúng ta sẽ được tặng kèm thêm đó chính là 3 gối cao su non. Mà gối cao su non của quý vị nha, mỗi lần mà ở những cái chương trình mà có quà tặng là gối cao su non quý vị rất là thích luôn. Mà mỗi lần quý vị được tặng á, một cái đúng không ạ, hoặc là hai cái đi, chứ có bao giờ mà cảm thấy là cái phần quà tặng chúng ta lại nhiều đến như thế này đâu ha quý vị ha. Cho nên giúp Hào Nhiên nhá, ngày hôm nay chỉ trong 30 phút phát sóng mà thôi, chúng ta mới có cơ hội nhận được phần giảm giá cho sản phẩm chính, chính là máy massage cổ, vai, gáy, mà còn được tặng kèm thêm quà tặng chính là gối cao su non. Dạ rồi, không biết là những hình ảnh này chúng ta có cảm thấy quen thuộc hay không nè, các anh nè, các chú nè, mỗi lần mà chúng ta đi làm văn phòng về chẳng hạn là 8 tiếng một ngày ngồi suốt, mệt mỏi không? Có chứ. Mà nếu chúng ta tập thể dục có những cái chấn thương không? Đôi khi cũng có chứ. Hoặc là các cô các bà chúng ta ở nhà nè, làm việc nội trợ, nhìn vậy thôi chứ công việc nội trợ cũng nhiều lắm nha, mệt lắm nha. Rồi đôi khi ngủ sai tư thế nữa, không có một cái giấc ngủ chất lượng nữa là thôi, qua ngày hôm sau là không có còn đủ năng lượng để làm bất cứ một cái công việc nào cả. Cho nên cái tình trạng mà đau mỏi cổ, vai, gáy, nếu mà chúng ta không có nhìn nhận đúng về cái vấn đề này mà chúng ta bỏ qua nó ngày qua ngày, nó sẽ trở thành một cái vấn đề lớn nha cô chú nha. Ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống nè, ảnh hưởng tới thói quen sinh hoạt hàng ngày nè. Cho nên nếu mà được, chúng ta nên có những cái liệu trình, chúng ta nên có những cái giải pháp. Ví dụ như là nếu chúng ta có một chút về tài chính, chúng ta có một chút về thời gian, chúng ta ra bên ngoài để mà có kỹ thuật viên massage massage, nhấn nhấn, bóp bóp thì quá là hợp lý đi. Nhưng đâu phải ai cũng có nhiều thời gian cũng như là kinh tế mỗi lần chi trả cho mỗi lần massage là 300-400 ngàn đồng đâu ạ. Thôi thì ngay bây giờ có một chuyên viên kỹ thuật ngay tại nhà thì tại sao chúng ta lại không thử đúng không các cô chú ha. Nó mô phỏng những động tác ví dụ như là massage nè, đấm nè, bóp nè, nhấn nè, dây dây nè, như là bàn tay của người vậy đó. Cho nên là các cô chú mình để ý kỹ, với một cái thiết kế rất là thông minh, một cái thiết kế rất là hiện đại, mô phỏng như là cách massage của bàn tay người, cho nên là cũng sẽ mang lại những cảm giác rất là đã trên chiếc cổ của chúng ta, trên đôi vai của chúng ta. Mỗi lần cảm thấy hơi mệt mỏi một xíu thôi, mỗi lần hơi cảm thấy nhức nhức cái cổ, mỗi lần hơi cảm thấy
đầu cái vai là chúng ta đã có thể sử dụng được rồi, những cái cô chú nha. Và với thêm một phần nữa, đó chính là tác động sâu vào bên trong từng nhóm cơ, và đặc biệt cổ, vai và gáy, sẽ giúp cho cổ chúng ta dễ dàng lưu thông máu. Và nếu mà chúng ta sử dụng được hàng ngày, nhấn mạnh là nếu mà chúng ta sử dụng được hàng ngày như các cô chú nha, thì nó sẽ giảm được rất là nhiều những tình trạng đi kèm theo. Ví dụ như là công việc nhà hàng ngày đi, mình có thể vừa làm công việc vừa được massage, mình có thể vừa ngồi văn phòng vừa được massage, hoặc là các chú tài xế đó chẳng hạn, vừa ngồi lái xe vừa được massage mà mình không cần phải dành quá nhiều thời gian để mình đi ra tiệm để mình được massage như thế này, đúng không ạ? Thật sự cái cảm giác mà có cái bàn tay nó nhấn, nó bóp bóp cái đôi vai của mình, rồi cổ của chúng ta dùng những cái kỹ thuật điêu luyện để làm cho cơ thể chúng ta cảm thấy thoải mái hơn, thì cái cảm giác này ai cũng muốn cả. Cho nên ngay tại thời điểm hiện tại, khi mà mọi việc trong một ngày quá nhiều, khi mà chúng ta cảm thấy quá nhiều những cái căng thẳng, những cái mệt mỏi, thì tại sao không, một chiếc máy massage cổ, vai, gáy sẽ là một người bạn đồng hành xuyên suốt chúng ta trong cuộc sống này, từ ngày này qua ngày khác, để mà chúng ta có thêm được cho mình những cái cảm giác sảng khoái thoải mái, để mà giúp chi ạ? Để mà cho chúng ta có một cái ngày dài hoạt động năng suất hơn nha các cô chú anh chị nhà mình nhá. Massage mỗi ngày 15 phút thôi, mang một chuyên viên spa về căn nhà của mình luôn đi ạ. Với sản phẩm ngày hôm nay của chúng ta, máy massage cổ, vai, gáy đến từ thương hiệu Kachi. Và quan trọng hơn hết, tại sao chúng ta không dành một cái số tiền để mà chúng ta được tận hưởng trọn đời, thay vì là nếu mà 1,5 triệu nha, bình thường mà chúng ta ra ngoài để mà chúng ta massage đi chẳng hạn, có thể là chỉ tầm được 5-8 lần mà thôi. Nhưng mà với số tiền là 1,390,000 đồng mà chúng ta đã có thể sử dụng được dài lâu rồi nha các cô chú nha. Người lớn tuổi này, dân văn phòng này, người chơi thể thao này, mà quan trọng hơn hết các cô chú để ý, massage đâu chỉ cổ, vai, gáy đâu, massage còn nhiều nơi trên cơ thể nữa. Có thể massage eo, massage đùi chẳng hạn nè, tùy vào từng nơi trên cơ thể chúng ta cảm thấy mệt mỏi thì chúng ta đều có thể tận dụng chiếc máy massage cổ, vai, gáy. Đây là chiếc máy massage cổ, vai, gáy thế hệ mới đến từ thương hiệu Kachi. Khi được thiết kế có thể tác động không gian 3 chiều, có nghĩa là chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 con lăn ở phía trên và 2 con lăn ở phía dưới, để tăng thêm cái tác động trực tiếp vào vùng sâu bên trong cổ, vai, gáy của chúng ta, tác động nhiều hơn, tác động sâu hơn, để mà chúng ta cảm thấy thoải mái hơn nha các cô chú anh chị và mình giá. Và nếu như chúng ta để ý kỹ thì cái những con lăn như thế này nó hoạt động, nó mô phỏng hoàn hảo cái cảm giác của hai bàn tay người vậy đó các cô chú, mà cũng có thể tự điều chỉnh độ mạnh nè, độ nhẹ nè, tốc độ và cả chế độ massage. Cho nên các cô chú có nhu cầu như thế nào, các cô chú muốn mạnh, muốn nhẹ, muốn nhanh, muốn chậm đều có thể điều chỉnh trực tiếp trên chiếc máy massage này nha các cô chú nha. Một chiếc máy massage thông minh hỗ trợ cho cuộc sống gia đình của mình hiện đại hơn, với các chế độ massage đa dạng để phù hợp với nhu cầu, chức năng tự động tắt sau một khoảng thời gian để mà có thể tiết kiệm được năng lượng, một thiết kế nhỏ, gọn và dễ dàng mang theo khi mà chúng ta di chuyển bất kỳ nơi đâu. Chức năng có thêm chức năng nữa, chức năng chịu nhiệt, giúp tăng thêm cái tính hiệu quả khi mà chúng ta dùng chiếc máy massage cổ, vai, gáy như thế này. Và đặc biệt hơn hết trong chương trình, đó chính là ngày hội mua sắm, chúng ta đang có mức giá cực kỳ sốc 1,390,000 đồng, và được tặng kèm thêm 3 chiếc gối cao su non nữa, và chỉ duy nhất trong khung giờ phát sóng thôi ạ. Cho nên Hào Nhiên hy vọng rằng là các cô chú, những ai đang cảm thấy cơ thể chúng ta cần phải được chăm sóc, thì ngay lập tức mở điện thoại lên, gọi ngay cho số hotline được hiển thị trên màn hình để chốt đơn thành công nha. Ôi, và các cô chú ơi, khi mà chúng ta đeo lên như thế này, Hào Nhiên cảm thấy cái ưu điểm đầu tiên đó chính là cái dây đai nó rất là chắc chắn nha các cô chú. Có nghĩa là nếu mà chúng ta đã đeo lên rồi á, chúng ta có thể vừa đeo vừa làm việc, vừa được massage vừa làm việc, hoặc chúng ta cũng có thể vừa dọn nhà nè, dành cho các chị em phụ nữ nội trợ ở nhà nè, vừa dọn dẹp mà cũng vừa có thể được massage, vừa nấu ăn mà cũng vừa có thể được massage mà không có bị ngăn cản trở hoạt động của chúng ta. Cái thứ hai đó chính là rất là dễ dàng để mà chúng ta có thể thao tác luôn nha các cô chú nha. Ở bên đây ạ, đây có thể dễ dàng chỉ với một nút bấm như thế này thôi ạ. Đây, đấy là nó đã bắt đầu hoạt động rồi, như là bàn tay của con người vậy đó các cô chú. Chỉ cần bật lên thôi là chúng ta cũng sẽ tự động quay trở về cái trạng thái thư giãn nè, giải tỏa năng lượng nè, giải tỏa stress căng thẳng nè. Ôi, cái cảm giác mà như có người là massage cho chúng ta nó thực sự rất là đã nha. Các cô chú thử tưởng tượng giúp Hào Nhiên thôi, bây giờ chưa cần có ai massage luôn đi, thử tưởng tượng đi. Cái cổ của chúng ta mỗi ngày sáng thức dậy là cũng phải lắc qua rồi lắc lại, rồi cũng phải quay 360 độ để mà cảm thấy thoải mái. Hoặc là ngồi lâu đi ạ,
các anh chị văn phòng ngồi lâu một xíu thôi là phải vươn vai một xíu rồi, chứ không thể nào mà ngồi liên tục mà chịu được cái cảnh mà hai cái vai chúng ta luôn liên tục như thế này. Mỏi lắm, mỏi không chịu được các cô chú. Hoặc là những ai làm việc nặng một tí, khuân vác nặng nề một tí là cũng sẽ bị tác động vào sâu vào bên trong cái phần vai của chúng ta. Đây, các cô chú nhìn thử giúp Hào Nhi nha. Nó hoạt động như là bàn tay của con người vậy. Bốn con lăn phía trên và hai con lăn ở phía dưới, nó mô phỏng như là bàn tay của con người, cảm giác bóp bóp, xoa xoa rồi nhấn nhấn, tác động sâu vào bên trong. Và có thêm một cái chức năng nữa là tác động nhiệt đó các cô chú, cho nên là nó gấp đôi cái sự hiệu quả. Nó gấp đôi cái sự hiệu quả nếu mà các cô chú cảm nhận rằng là máu của chúng ta nó đang bị đóng ngay đây, nó đang bị tắc ngay đây. Quan trọng nha. Khi mà chúng ta nghe từ tắc máu, không lưu thông máu là đây là một vấn đề rất là nghiêm trọng. Nếu mà chúng ta để ngày này qua ngày khác nó tích tụ ngay đây thì thôi rồi, phải đi ra ngoài chúng ta chữa trị thôi. Nhưng mà tại sao là chúng ta không tận hưởng mỗi ngày như thế này? Nếu mà vị chi để mà massage bên ngoài mà tận hưởng mỗi ngày, giá cũng cao nha. Tại vì 300 ngàn một lần, 10 lần hết 3 triệu rồi các cô chú. Cho một tháng làm 10 lần đi, một tháng 3 triệu rồi các cô chú. Thôi thì ngày hôm nay chúng ta có một kỹ thuật viên, có một kỹ thuật viên chuyên massage ngay tại nhà giúp Hào Nhiên luôn. Nhấn, bóp, ôi, cảm giác đây các cô chú, cảm giác rất là đã, tác động sâu vào bên trong nha. Ở trên cổ cũng có, phần vai cũng có nè các cô chú. Nó sẽ bắt đầu liên tục hoạt động, liên tục hoạt động. Và có cả một cái chế độ là tự ngắt nữa nha các cô chú nha. Cho nên cũng sẽ biết khi nào là mình đã đủ rồi. Đó là chiếc máy này để tự ngắt lại cho các cô chú luôn. Quan trọng hơn hết là để sắm một em như thế này ra bên ngoài thì giá 2 triệu, 3 triệu là chuyện bình thường các cô chú ơi. Thôi thì ngay ở thời điểm bây giờ á, cảm nhận đi các cô chú, cảm nhận giúp Hào Nhiên, mua về cảm nhận liền giúp Hào Nhiên chỉ với mức giá là 1.390.000 đồng giúp Hào Nhiên thôi à. Dạ vâng, ngày mức giá ngày hôm nay là mức giá trong chương trình ngày hội mua sắm cho nên mới được như thế này, mà chỉ trong 30 phút thôi. Tại vì để mà lên truyền hình như thế này là các cô chú sẽ phải trải qua những cái giai đoạn, ví dụ kiểm định là cái đầu tiên, cái thứ hai là thương lượng về giá để đưa ra một cái mức giá nó hợp lý nhất, nó kinh tế nhất dành cho các cô chú mua tại VTV Hyundai. Bây giờ mua bên ngoài có không? Dạ có nhiều là đằng khác nữa. Nhưng mà tại sao phải là chiếc máy massage đến từ thương hiệu Kachi thưa các cô chú? Tại vì là chiếc máy massage này với một cái kỹ thuật gọi là mô phỏng hoàn hảo bàn tay của người, có cái gọi là công nghệ, thứ nhất là chịu nhiệt, cái thứ hai nữa là các những cái con lăn như thế này nè các cô chú, bốn con lăn phía trên, hai con lăn phía dưới, 360 độ không gian ba chiều cho các cô chú luôn. Nó sẽ tác động nhiều hơn cho các cô chú ở phần cổ vai gáy giúp Hào Nhiên nha. Rồi, nói tới đây thôi là cảm nhận rõ ràng là chúng ta cần phải được thư giãn, tại vì cuộc sống bên ngoài các cô chú nhiều áp lực không? Có chứ. Gia đình có, công việc có, áp lực tài chính có. Mỗi người đều có cho mình đâu đó những cái việc mà chúng ta cần phải chú ý, tập trung vào, dùng hết sức mình, dùng hết năng lượng của mình để tập trung. Và cuối cùng là kiếm tiền. Kiếm tiền để làm gì ạ? Để cho gia đình hạnh phúc. Rồi hạnh phúc sao nữa? Hạnh phúc bằng cách nào? Đấy, kiếm tiền xong rồi các cô chú ơi, rồi chúng ta cũng phải dùng cái tiền đó để mà chúng ta chăm sóc ngược lại cho cơ thể của chúng ta. Cơ thể chúng ta đã quá lao lực rồi. Có ai đang cảm thấy như vậy hay không ạ? Người già thì có tuổi già nè. Rồi các anh các chị cũng có những cái việc chăm sóc riêng cho gia đình nhỏ của mình nè. Rồi các anh bên ngoài này cũng phải mưu sinh đúng không mà, cũng phải kiếm tiền nè. Thì đôi khi một tuần một lần các anh chị sẽ dùng cái khoảng thời gian này để có thể chăm sóc cơ thể bằng cách đi massage. Nhưng ở nhà cùng massage với gia đình của mình luôn đi ạ. Đây, những cái hình ảnh như thế này, cảm giác thôi, nhìn vào thôi á các anh chị, sự thoải mái, sự vui vẻ, sự tận hưởng. Nhưng có cần thiết phải đi ra bên ngoài hay không? Dạ không, ngay đây ạ, ngay đây ạ. Nếu mà có một chiếc máy có thể mô phỏng hoàn toàn được cái cách làm sao để mà chúng ta có thể tận hưởng được những cái ngón tay nó chân thật nhất. Thực sự cho cái cảm giác mà con người mát tay nó rất là chân thật nha, hơn hẳn những chiếc máy. Nhưng mà tại sao chiếc máy này lại là một trong những chiếc máy các anh, các chị, các cô, các chú rất là thích? Tại vì nó mô phỏng giống y chang là bàn tay của con người vậy đó. Nhanh chóng giúp cho chúng ta có thể dễ dàng thư giãn được bằng những cái như thế nào ạ? Đây, cái thiết kế các anh chị dễ dàng nhìn thấy là cái bốn đầu ở phía trên này, bốn con lăn ở phía trên này, nó sẽ tác động vào cái vùng cổ của chúng ta trước. Nãy giờ Hào Nhiên vừa nói vừa để cho chiếc máy massage, quá đã các anh chị ơi. Vừa nói vừa để cho chiếc máy massage, bốn con lăn phía trên sẽ tác động vào vùng cổ và hai đầu ở phía dưới nó sẽ tác động vào cái vùng gáy và cái vùng vai của Hào Nhiên. Ui, nói nãy giờ vừa tận hưởng vừa nói, thực sự vậy
gọi là thêm một tiếng nữa cũng không sao các cô chú ơi, rất là thoải mái để khi mà những ai chúng ta cần trong lúc làm việc mà chúng ta vẫn được thoải mái thì đây chính là một giải pháp như các cô chú anh chị nhà mình nhá. Và tại sao có thể thực hiện được như thế thì chúng ta có thể nhìn vào đây ạ. Giúp Hào Nhi nha các cô chú ơi, chúng ta sẽ có những cái góc dọc và góc ngang để mà những cái chân massage như thế này nè nó được linh hoạt hơn. À, góc chiều dọc nè, góc chiều ngang nè, di chuyển toàn bộ trên cái cổ và cái lưng của chúng ta để giúp cho những cái đầu massage của chúng ta nó được linh hoạt hơn. Và đầu massage của chúng ta các cô chú nó có độ đàn hồi nữa. À, có độ đàn hồi. Bởi vậy cái ngón tay chúng ta tại sao nó cảm thấy là thoải mái, nó là như vậy tại vì ngón tay chúng ta cũng sẽ có độ đàn hồi, thì những con lăn này nó cũng như thế nha các cô chú anh chị nhà mình nha. Dạ rồi ạ. À. Và có thêm một cái chức năng nữa, nếu mà chúng ta sợ không biết khi nào lỡ chúng ta ngủ quên thì sao, rồi chiếc máy nó hoạt động hoài rồi không có đảm bảo được là cái độ bền của máy thì không có, tại vì sẽ có thêm một cái chế độ nữa, đó chính là chế độ hiện giờ. Chế độ hẹn giờ các cô chú nha, thông minh sẽ giúp canh chỉnh mà không lo khi mà chúng ta lỡ sướng quá, thoải mái quá, ngủ mất tiêu mà chiếc máy nó vẫn còn hoạt động làm ảnh hưởng tới cơ thể chúng ta thì nó không có nha các cô chú anh chị nhà mình nhé. Cho nên giúp Hào Nhiên trong khung giờ phát sóng chúng ta ngày hôm nay thì đang có một cái mức giá ưu đãi dành riêng cho những ai chốt đơn trong 30 phút phát sóng của ngày hội mua sắm tại VTV Hyundai, đó chính là 1.390.000 đồng, tặng kèm thêm chính là 3 chiếc gối cao su non nữa nha các cô chú nha. Và phần quà tặng này chỉ có trong chương trình mà thôi ạ, chỉ có trong 30 phút thôi ạ. Cho nên Hào Nhiên hy vọng rằng là những ai chúng ta đang xem trước màn hình của chúng ta ngày hôm nay mà đang cần được thư giãn, cơ thể chúng ta đang cần được chăm sóc thì chúng ta hãy gọi điện ngay cho số hotline đang được hiển thị trên màn hình, duy nhất trong khung giờ phát sóng, 1.390.000 đồng chiếc máy massage cổ vai gáy nha các cô chú anh chị nhà mình nhé. Và chúng ta dễ dàng thao tác lắm mà, chỉ cần mua về thôi rồi chúng ta sẽ tận hưởng à. Dạ rồi các cô chú ơi, các anh chị ơi, có bao giờ trong cuộc sống mà chúng ta cảm thấy quá nhiều áp lực đang đè nặng lên đôi vai của chúng ta theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen luôn ạ? À. Có nghĩa là vai của chúng ta sẽ luôn trong trạng thái bị căng cơ nè, bị mệt mỏi nè, bị nhức mỏi nè. Có bao giờ trong tình trạng đó hay chưa ạ? À? Hoặc là các ông, các bà mỗi lần mà ngủ dậy đều phải vươn vai, đều phải xoay cổ của mình qua bên trái, xoay cổ mình qua bên phải để cảm giác là máu của chúng ta đang dần được lưu thông đến những cái vị trí cổ, vai, gáy. Nếu mà chúng ta không có quan tâm tới những cái vấn đề này ấy nha, nó sẽ diễn ra một cái tình trạng là dẫn đến ảnh hưởng chất lượng cuộc sống. Dạ đúng rồi, bởi vì khi mà chúng ta nhức mỏi á, không ai thích cái cảm giác nhức mỏi hết các cô chú anh chị nhà mình ơi. Mà mỗi khi mà nhức mỏi rồi, đâu phải nhức mỏi là sẽ vui đâu, lúc nào chúng ta cũng sẽ trong cái trạng thái là ủa sao nó nhức nhất người ta, rồi phải lúc nào cũng trong cái trạng thái là làm sao để đỡ mỏi nhất, phải dây phải ấn mà tự mình đôi khi nó đâu có thoải mái được, phải nhờ người khác, phải nhờ người khác bóp nè, bóp là phải bóp mạnh nha, hoặc có người bóp nhẹ nhẹ thôi chứ không nó đâu. Thì ngay tại thời điểm bây giờ không cần phải nhờ một ai hết các cô chú ơi, bây giờ có rất là nhiều những cái giải pháp rồi, đó là những chiếc máy massage. Nhưng tại sao chiếc máy massage cổ vai gáy đến từ thương hiệu Kachi lại là một trong những chiếc máy massage được cô chú anh chị tin dùng và yêu thích đến như vậy? Tại vì cái khả năng mô phỏng như là bàn tay của con người. À, chúng ta có thể dễ dàng canh lực từ bàn tay của chúng ta, ví dụ mạnh, nhẹ, rồi tốc độ. Nhưng không phải chiếc máy nào cũng sẽ đáp ứng được đủ những cái điều kiện như thế này. Hoặc là cái cảm giác massage của những cái con lăn á, nếu mà chỉ có những cái con lăn không á nha, nó sẽ tạo một cái cảm giác đó chính là hơi đau, hoặc là không đủ những cái cường độ để mà nó tác động sâu vào bên trong cái cổ và bên sâu vào trong bên trong cái vai của chúng ta. Nhưng với chiếc máy này, các cô chú mình để ý từ cái hình ảnh thôi là thấy cứ từ từ, cứ chậm chậm massage, lăn lên, lăn xuống, lăn dọc, lăn ngang, tác động sâu vào bên trong cái cổ, sâu vào bên trong cái vai của chúng ta, làm cho chúng ta cảm thấy nó như thế nào ạ? Thư giãn hơn, nó thoải mái hơn. Và có cả cái chức năng nữa là chức năng chịu nhiệt cho các cô chú nha, tác động nhiệt vào để vừa làm nóng, nó dễ dàng lưu thông máu nhiều hơn. Và nếu như chúng ta có một chiếc máy massage này ngay tại nhà các cô chú, thực sự khỏi phải nói luôn, vừa làm vừa thư giãn giúp Hào Nhiên đều được luôn. Các chị em nội trợ ở nhà nè, các anh chị làm việc văn phòng nè, các ông các bà đang ngồi ở nhà nè, vì tuổi già cho nên là chúng ta lại dễ dàng bị ảnh hưởng sâu vào cái cổ, cái vai, cái gáy của chúng ta nữa. Cho nên riêng tại thời điểm hiện tại, Hà Nhiên thấy rất là nhiều những nhu cầu chúng ta cần mua những chiếc máy massage. Nhưng mà đôi khi chúng ta không thể nào có thể mang đi được với những chiếc máy massage, nó quá là cồng kềnh, nó quá là lớn phải không nào? Hà Nhiên thấy nha, đa số ai cũng có cho mình một chiếc ghế massage hay tại nhà, có nghĩa rất là to và massage được toàn thân.
từ cổ cho đến phía lưng luôn. Nhưng không phải chiếc máy massage nào chúng ta cũng có thể đem đi mọi nơi được giúp Hào Nhiên. Bản thân Hào Nhiên khi trải nghiệm chiếc máy massage rồi cảm thấy nó rất là đã các cô chú ơi. Thực sự cãi qua mỗi lần trải nghiệm, lần nào cũng như lần đầu tiên cả, có nghĩa là nó tác động sâu vào bên trong cái cổ, cái vai, cái gáy của Hào Nhiên á. Nó thực sự có thêm một miếng nhiệt nữa, nó làm cho mình cảm thấy thoải mái vô cùng luôn. Như là bàn tay thiệt của con người, cái này là một trong những ưu điểm phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần cho các cô chú biết tại sao chiếc máy Kachi, tại sao chiếc máy massage cổ vai gáy đến từ thương hiệu này lại được các cô chú tin dùng đến như thế. Và cái khả năng mà các cô chú dễ dàng nhìn thấy đó chính là nó cố định trên vai của chúng ta, để mà chúng ta làm bất cứ một cái công việc gì chúng ta cũng sẽ cảm thấy nó không có bị vướng víu. Dạ, cho nên là ngày hôm nay hãy có cho mình một người bạn đồng hành lý tưởng cho sức khỏe của mình, đặc biệt là cổ, vai và gáy của chúng ta với chiếc máy massage cổ vai gáy đến từ thương hiệu Kachi ạ. Với thiết kế độc đáo và tính năng đặc biệt thì chiếc máy massage cổ vai gáy Kachi đã giúp cho rất là nhiều người mang về cái sự thoải mái và cái cảm giác thư giãn nha các cô chú nha. Cho nên Hào Nhiên cũng hy vọng rằng là các cô chú cũng sẽ là một trong những người có cho mình người bạn đồng hành này, có cho mình người bạn đồng hành mang lại sức khỏe, có cho mình người bạn đồng hành mang lại sự thoải mái giúp Hào Nhiên nha. Và chiếc máy này như là một chuyên viên spa, cho nên thay vì chúng ta ra ngoài spa chúng ta tận hưởng, chúng ta mua đứt về luôn ạ. Mua đứt một chuyên viên massage về cho nhà của mình để giúp cho chúng ta luôn cảm thấy khỏe khoắn, thoải mái, vui vẻ, đúng không nào? Và đối với nhà nào mà chúng ta có người lớn tuổi này, các ông các bà này, hay là các anh chị dân văn phòng, hoặc là người chơi thể thao đi chẳng hạn, thì rất là tiện lợi khi mà chúng ta có thể massage được nhiều vùng khác nhau. Mà chiếc máy massage cổ vai gáy đến từ thương hiệu Kachi có khả năng làm được điều đó. Massage cổ, massage eo, massage lưng vai và cả massage đùi nữa à. Cho nên ngày hôm nay, chiếc máy đến từ thương hiệu Kachi, massage cổ vai gáy thế hệ mới với một cái thiết kế mà có khả năng mô phỏng lại giống hoàn toàn và hoàn hảo như là bàn tay của con người, với thiết kế đó chính là 4 lăn phía trên và 2 lăn ở phía dưới, di chuyển góc nghiêng, di chuyển góc dọc, di chuyển góc ngang rất là linh hoạt luôn. Và cả những con lăn như thế này nó không có độ đàn hồi, cho nên là cái cảm giác nó sẽ rất là đã khi mà tác động vào sâu bên trong cái phần vai, phần gáy của chúng ta. Và cái khả năng này là một trong những cái khả năng mà các cô các chú rất là thích khi mà như là một người đang bóp. Bởi vì chúng ta ai cũng thích có một người gọi là ở phía sau, gọi là truyền nhiệt qua những cái đầu ngón tay ha, rồi bóp bóp, rồi xoa xoa, rồi nhấn nhấn. Đó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy rằng là wow, cuộc sống này vậy mới đúng là cuộc sống chứ. Tại vì chỉ khi đó thôi chúng ta mới cảm giác được thư giãn, đúng không các cô chú ha. Nhưng mà thôi thì ngày hôm nay đi, cảm giác thư giãn mỗi ngày luôn giúp Hào Nhiên đi. Chỉ với mức giá là 1.390.000 đồng. Đây là mức giá sốc. Nhắc lại một lần nữa, đây là mức giá sốc duy nhất trong khung giờ phát sóng và được tặng kèm thêm 3 gối cao su non. Nếu mà các cô, các chú, các anh, các chị gọi điện ngay cho số hotline đã được hiển thị trên màn hình trong 30 phút phát sóng mà. Và đây, phần quà mà các anh chị thấy, phần quà mà các cô chú thấy sẽ thuộc về các anh chị, các cô chú nếu mà chúng ta gọi điện đặt hàng trong khung giờ phát sóng. Và nếu đã hết thời gian rồi thì mua được hay không? Dạ mua vẫn được, nhưng mà không có được phần quà tặng như thế này. Không còn giá sốc nữa nha các cô, các chú ơi. Cho nên giúp Hào Nhiên nhé, trong chương trình này 30 phút phát sóng, chúng ta sẽ có ngay cho mình một chuyên viên massage ngay tại nhà mà kèm theo phần quà tặng vô cùng hấp dẫn nữa đó ạ. Dạ rồi, không biết là ngồi đến thời điểm hiện tại, không biết là những ai đang ở phía trước màn hình chúng ta có gặp mình những cái vấn đề liên quan tới nhức mỏi cơ thể hay không? Bởi vì hồi nãy có một cái tình huống như thế này nè các cô chú, ở đầu chương trình á, thì có một người chị của Hào Nhiên, gọi là mọi người rất là xôm tụ nha, nói chuyện với nhau nha. Nhưng mà người chị của Hào Nhiên là ngồi im một chỗ thôi. À, người chị đồng nghiệp của Hào Nhiên ngồi im một chỗ và không nói chuyện với ai câu nào. Và có một cái khoảnh khắc mà Hào Nhiên có bắt chụp lại, gọi là quay video lại, là ngồi thất thần hết các cô chú, ngồi thất thần. Về sau mới biết là không thể nào mà quay cổ được các cô chú ơi, quay trái cũng được, quay phải cũng được, cho nên bắt buộc phải ngồi im trong một khoảng thời gian như thế để nó từ từ nó giãn ra rồi bắt đầu quay cổ được như thế này. Đấy, thì cho nên rằng là nếu cái này chỉ là một trong những hiện tượng mà thôi. Nếu nó nặng hơn thì như thế nào? Cái này thì Hào Nhiên không có biết. Nhưng mà các cô, các chú sẽ là người hiểu rõ nhất vấn đề này. Cái sự khó chịu khi mà đầu của chúng ta mỗi lần cúi lên rồi phải cúi luôn, chứ không có đưa cái đầu lên được. Hoặc là cảm giác khó chịu, chúng ta quay sang trái, quay sang phải, cảm giác cái khó chịu đó đó. Nó là chúng ta mất vui cả một ngày luôn ạ, mất tinh thần hẳn liền luôn các cô chú. Thôi thì ngày hôm nay, thay vì là phải nhờ người này nhờ người khác massage giùm, mình có sẵn luôn, mình có sẵn một cái dụng cụ, một cái phương pháp luôn các cô chú. Đó chính là máy massage đến từ thương hiệu Kachi. À, mà massage này là massage cổ vai gáy nha.
nó mô phỏng như là bàn tay của người. Khi mà có 4 con lăn phía trên và 2 con lăn ở phía dưới, tác động chiều ngang, tác động chiều dọc và linh hoạt cho chúng ta khi mà có thể tác động vừa cổ, vừa vai, vừa gáy. Và các cô chú biết thêm một cái gì nữa không ạ? Đó chính là có tác động nhiệt nữa, nó làm nóng lên nữa. Đó, cho nên cái phần lưu thông máu nó sẽ nhanh hơn và cảm giác nhức mỏi nó sẽ được xua tan nhanh hơn nha các cô chú nha. Và những cái nút bấm này nó rất là đơn giản nè các cô chú. Thực ra là cái thao tác rất là đơn giản thôi, các cô chú mua về là mình có thể thực hiện được. Đây, chỉ cần nhấn giữ là chiếc máy chúng ta bắt đầu hoạt động. Đây, nút đỏ lên là nó bắt đầu hoạt động nè các cô chú nha. Và cái thứ hai, đây các cô chú có thể là tùy chỉnh cái nút này, đó chính là về cái tốc độ. Đây, nếu mà bấm một cái là nhanh, bấm một cái là chậm. Đó. Cái thứ hai, cái thứ ba là tác động nhiệt. Đây, ở đây là cái tác động nhiệt, nóng hoặc là giảm nhiệt. À, là tùy vào các cô chú nha. Đây. Đó. Rồi, cái thứ năm nữa, cái này nó sẽ cho chúng ta thêm một cái chức năng nữa, đó chính là về cái cường độ là mạnh hay nhẹ. Đây là các cô chú có thể bấm vào như thế này. Và khi nó đã hoạt động rồi, nó sẽ như thế này nha các cô chú nha. À, nó bóp, nó xoa. Cái cảm giác này các cô chú có thể dễ dàng cảm nhận được nha. Con người phía sau chúng ta, mỗi lần mà chúng ta cảm thấy hơi nhức, hơi mỏi một xíu mà có người bóp như thế này thì thôi rồi đúng không ạ? Rất là dễ dàng để mà chúng ta sử dụng giúp Hào Nhiên luôn. Cho nên ngay tại thời điểm này các cô chú chỉ cần mua về thôi là mình không có cần phải nhờ ai để mà hướng dẫn mình sử dụng cả. Mua về là chúng ta có thể dễ dàng sử dụng được giúp Hào Nhiên luôn nha các cô chú anh chị nhà mình nha. Dạ rồi ạ. Để mà có người massage ngay tại nhà, bình thường các cô chú phải bỏ bao nhiêu tiền ạ? Ngày hôm nay massage trọn đời cho các cô chú luôn 1.390.000 đồng. Nếu mà để so sánh về các mức giá thì ngày hôm nay giá của chúng ta cực kỳ ưu đãi, cực kỳ kinh tế và là giá tốt nhất cho các cô chú ở thời điểm hiện tại giúp Hào Nhiên luôn ạ. Để có một người chăm sóc cho sức khỏe của chúng ta, để mà tận hưởng cảm giác thư giãn mỗi ngày, đâu phải cô chú nào cũng luôn có người ở nhà để mà có thể massage mỗi ngày đâu đúng không ạ? Thực ra rất là dễ dàng nhìn thấy những cái hình ảnh mà cháu massage cho bà nè, cháu massage cho ông, rồi con massage cho ba mẹ nè. Đó là những cái hình ảnh rất là dễ thương luôn. Nhưng cũng phải lâu lâu, một tuần, một hai lần, chứ không phải lúc nào mà con cái cũng rảnh để mà có thể gọi là phục vụ cho ba mẹ, giúp cho ba mẹ luôn cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Không phải lúc nào cũng như thế. Cho nên là bây giờ, đối với các cô, các chú đã hơi lớn tuổi một xíu, đã hơi có những cái vấn đề một xíu á, ví dụ như về cổ, vai, gáy đi chẳng hạn nè, thì chúng ta đang có, đó chính là như thế nào ạ? Một cái giải pháp để mà giúp chúng ta tận hưởng sự thoải mái mỗi ngày và mỗi ngày, không cần phải nhờ ai, không cần phải phiền hà gì ai cả. Mức giá ngày hôm nay chúng ta đặc biệt lưu ý với các cô chú là mức giá chỉ có trong khung giờ phát sóng mà thôi, 1.390.000 đồng, và được tặng kèm thêm chính là 3 chiếc gối cao su non nữa, để mà các cô chú có cho mình một cái gọi là một cái giải pháp cho mỗi giấc ngủ chúng ta có thể sâu hơn, ngon hơn nha các cô chú anh chị và mình nha. Dạ rồi ạ. Đến thời gian này thì Hào Nhiên hy vọng rằng là các cô chú của mình đã chốt đơn thành công rồi, bởi vì không chốt ngày hôm nay nha, lần sau chốt được không? Dạ được, nhưng mà mức giá thì không có biết, phần quà cũng không có biết luôn. Ngày hôm nay đã là mức giá ưu đãi nhất cho các cô chú rồi đó ạ. Trong chương trình ngày hội mua sắm tại VTV Hyundai, và sẽ còn rất nhiều những sản phẩm khác nữa mà Hào Nhiên rất mong muốn giới thiệu với các cô chú. Thời gian đã hết, hẹn gặp lại các cô chú ở những chương trình tiếp theo.